tối ngày 19 tháng 10, Công an quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Quách Chinh Nhân hay còn gọi là Siêu Nhân, 47 tuổi, ở cư xá Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Khoảng 22 giờ 30, ông Nhân được trinh sát hình sự Thủ Đức đưa đến công an làng mạc Bà Điểm để làm các thủ tục liên quan. Đến khoảng 23 giờ, người con trai này sau đó được đưa về nơi ở là căn phòng trọ ở cư xá Bà Điểm. Ông Nhân được đưa về nơi ở là căn phòng trọ ở cư xá Bà Điểm, huyện Hóc Môn để khám xét. Ảnh Tân Yên. Tại đây, một cán bộ điều tra đã đọc lệnh khám xét dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương. Ghi nhận, căn phòng trọ nơi ông Nhân thuê khá chật, cũ kỹ, tường loang lổ vết mốc, đồ đạc bừa bộn. Thấy công an xuất hiện, một số nam nữ thanh niên bên trong căn phòng này rời đi ra ngoài. Người con trai sinh sống gần đó cho biết, ông Nhân thuê trọ ở đây từ khoảng đầu năm. Ở cùng người này là hai thanh niên bề ngoài trắng trẻo, kém cỏi, thích chơi game chứ không thấy đi làm gì. Đến rạng sáng ngày 20 tháng 10, công an quận Thủ Đức cũng đưa bà Sang về nơi ở để thực hiện việc khám xét. Ảnh Yên Tân. Công việc khám xét kéo dài chừng 30 phút nhưng hấp dẫn đông đảo người dân ở khu vực hiếu kỳ theo dõi. Đến khoảng 1 giờ 10 phút rạng sáng ngày 20 tháng 10, bà Dương Thị Sang hay còn gọi là Gái Giọng, 54 tuổi, quê Đà Nẵng, cũng được đưa về căn phòng trọ ở trên đường làng mạc Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, để thực hiện lệnh khám xét. Lúc này, nhiều thành viên trong gia đình bà Sang đã ngủ. Người đàn bà gõ cửa thì có một người con dâu đi ra. Bà Sang đứng phụ thuộc cửa khóc, dặn dò người con trai út chừng 15 tuổi ráng học hành, đừng hư hỏng. Con ráng học, không hư, đừng đông đã chuyện mẹ làm. Mẹ làm gì kệ mẹ, người đàn bà lao nước mắt. Trước đó, công an quận Thủ Đức mời làm việc với 5 người trong băng ăn cắp để phục vụ công tác điều tra. Ảnh Tân Yên. Trong khi đó, một người có vẻ là con trai cả dù biết nhưng tỏ thái độ không đông đã, vẫn nằm nguyên chỗ cũ. Trong lúc này, bà Sang dặn dò con dâu gì chuyến này mẹ đi không biết khi nào thế hệ về. Căn phòng trọ bà Sang ở khá chật, ghi nhận có khoảng 6 thành viên trong gia đình ở chung, đồ đạc bên trong được xếp đặt ngăn nắp. Chồng bà Sang tuổi đã cao nghe tiếng thức dậy, người đàn bà này giải thích cho những người xung quanh rằng ông bị tai biến, không nói được và đi lại khó khăn. Đến khoảng 1 giờ 30 phút rạng sáng ngày 20 tháng 10, công tác khám xét hoàn tất. Bà Sang và ông Nhân được đưa về trụ sở công an quận Thủ Đức. Trong tối ngày 20 tháng 10, một tổ công tác khác của công an quận Thủ Đức cũng đưa Bùi Văn Vinh hay còn gọi là Râu Anh, 32 tuổi, ngụ thành phố Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, về nơi ở để thực hiện lệnh khám xét. Đây là ba thành viên trong băng ăn cắp mà báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh phản ánh trong loạt bài điều tra móc túi quỷ bạo ở khu vực Suối Tiên. Sau khi báo đăng tải, công an quận Thủ Đức đã lập cập vào cuộc điều tra, truy xét. Đến ngày 19 tháng 10 đã nắm khẩn cấp hai thành viên trong băng là bà Sang và ông Nhân. Bên cạnh đó, lấy lời khai làm việc với Đỗ Thị Hạnh, 77 tuổi, quê Hải Phòng, tạm trú ở phường Linh Đông, quận Thủ Đức, và Trần Văn Điệp, 36 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, và Bùi Văn Vinh hay còn gọi là Râu Anh, 32 tuổi, ngụ thành phố Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Qua lời khai và bằng chứng ban đầu, công an xác định nhóm này chính là các thành viên trong băng ăn cắp mà báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh phản ánh. Trong đó ông Nhân, Vinh, Sang là những người dàn cảnh lấy tài sản. Bà Hạnh là người đàn bà bán nước, vào vai trò là người cảnh giới, cất giấu các tài sản phạm tội. Ông Điệp là chủ tiệm điện thoại đã mua lại các điện thoại mà băng này trộm được. Hiện công an quận Thủ Đức đang mở rộng điều tra, truy xét những thành viên còn lại trong băng và phát đi công bố yêu cầu những ai bị băng nhóm này trộm tài sản đến để trình báo, phục vụ công tác điều tra.